Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Bão Nu gây gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 5 tháng 10, vị trí tâm bão Nu ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc, 121,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150-166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, cách Quảng Đông, Trung Quốc khoảng 210 km về phía đông đông nam, mạnh cấp 12, giật cấp 15. 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần mạnh cấp 10, giật cấp 12. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7 tháng 10. Từ chiều ngày 5 tháng 10 vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến 12, giật cấp 15, biển động dữ dội, khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 đến 4 mét, riêng khu vực phía đông bắc sóng cao 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8 mét. Ngoài ra, trong ngày và đêm 5 tháng 10, ở khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến 7. Ngày và đêm 6 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 đến 11, giật cấp 12 đến 13, biển động dữ dội, sóng biển cao 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 6 đến 8 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước, thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên, Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, riêng phía nam gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Bão Nu ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền của Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão Nu, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 tháng 7. Từ chiều 5 tháng 10, vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Nhận định về tình hình bão Nu,
chiều mùng 4 tháng 10, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết bão Nu đi vào Biển Đông nhưng ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 122,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150-166 km/h, giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h trên khu vực phía nam đảo Đài Loan, Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cách Phúc Kiến, Trung Quốc 150 km về phía Nam. Sau đó bão di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5-10 km/h trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão Nu, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp mùng 6 tháng 7. Từ đêm mùng 4 tháng 10, gió mạnh lên cấp mùng 8 tháng 10. Từ chiều mùng 5 tháng 10, vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 2-4 m. Từ đêm mùng 4 tháng 10, sóng biển cao 4-6 m. Từ chiều mùng 5 tháng 10, vùng gần tâm bão có sóng cao 6-8 m. Theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trước tình hình gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, các cơ quan chức năng cần thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến trên để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão. Trên đất liền, chiều tối và đêm mùng 4 tháng 10, khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1. Diễn biến thời tiết chiều tối và đêm mùng 4 tháng 10, phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, thủ đô Hà Nội đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C, nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 23-26 độ C. Tin bão mới nhất, bão Nu tiến sát Biển Đông, cường độ cấp siêu bão. Dự báo, khoảng sáng mùng 5 tháng 10, bão Nu sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4. Dù bão chưa vào Biển Đông nhưng đây là cơn bão rất mạnh, đang ở sát cấp siêu bão nên vùng ảnh hưởng sẽ trải rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 124,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167-183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/h. Trong 24-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sau đó là hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo, khoảng sáng mùng 5 tháng 10, bão Nu sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 từ đầu năm 2023 đến nay. Dù bão chưa vào Biển Đông nhưng đây là cơn bão rất mạnh, đang ở sát cấp siêu bão nên vùng ảnh hưởng sẽ trải rộng. Dự báo, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm nay sẽ có gió mạnh dần lên cấp mùng 6 tháng 7. Từ đêm mai, mùng 4 tháng 10, gió mạnh lên cấp 8 đến 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 đến 13, giật cấp 16. Biển động dữ dội, dự báo đến 13 giờ ngày mùng 4 tháng 10, bão Nu mạnh cấp 14, giật cấp 17 ở khu vực phía đông Nam Đài Loan, Trung Quốc. Đến 13 giờ ngày mùng 5 tháng 10, bão Nu sẽ đi vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm mùng 3 tháng 10 có gió mạnh dần lên cấp mùng 6 tháng 7, từ đêm mùng 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8 đến 10. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2 đến 4 mét. Từ đêm mùng 4 tháng 10, sóng biển cao 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão sóng cao 6 đến 8 mét. Ngày và đêm mùng 3 tháng 10, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Để chủ động ứng phó với diễn biến bão Nu, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến, rà soát, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24-48 giờ tới là phía Bắc Vĩ Tuyến 19, phía Đông Kinh Tuyến 118 và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Ngoài ra, rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Cách đây một tuần, Biển Đông cũng xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới. Cơn áp thấp nhiệt đới này gây mưa lớn ở nhiều khu vực miền Trung. Mưa lớn đã gây lũ trên thượng lưu các sông từ Thanh Hóa, Quảng Bình và một số tỉnh Bắc Bộ, gây ngập lụt vùng trũng, thấp, ngập sâu, sạt lở, ách tắc tại một số điểm đường giao thông, ngầm tràn. Thời điểm ngập lớn nhất 1-1,5 m, chủ động ứng phó với bão Kauinu. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, diễn biến bão Kauinu, mưa rông diện rộng và mưa lớn cục bộ khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Báo cáo nhanh sáng mùng 4 tháng 10 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, tại tỉnh Bình Phước, mưa lớn từ đêm mùng 2 tháng 10 đến rạng sáng mùng 3 tháng 10 tại huyện Đồng Phú đã làm ảnh hưởng đến 23 hộ dân, sập một cầu giao thông nông thôn, thiệt hại 1,7 hectare ao cá. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. Cũng theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, hồi 1 giờ ngày mùng 4 tháng 10, vị trí tâm bão Kauinu ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 121,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/h. Rạng sáng ngày 6 tháng 10, bão Kauinu đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông và suy yếu dần. Ngày và đêm mùng 4 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét.
biển động mạnh, từ đêm mùng 4 tháng 10, mạnh lên cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão cấp 11 đến 12, giật cấp 15, sóng biển cao 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão cao 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ngoài ra, ở vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh cấp 6 đến 7. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 2, ngày và đêm mùng 4 tháng 10. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, cấp 1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, diễn biến bão KONU, mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều cường ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!